Nhà trai coi sao. Chàng siêu chỗ đẹp trai quá. Chỗ đẹp trai quá. Em muốn mở rào ra em qua em bấm nút luôn không? Đẹp trai lắm. Khỏe hả anh chị? Do dự cái là chị bấm nút liền hả? Chị nói thiệt. Chị bất chấp á. Chị lái máy bay liền hả? Thiệt. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ con chào chú Linh. Chào chị Ngọc Lan. Chào bạn nữ tham gia chương trình. Chào tất cả các quý khán giả. Con tên là Nguyễn Ba Long. Hôm nay 27 tuổi. Hiện đang là sĩ quan tàu biển. Rất vui được tham gia chương trình ngày hôm nay. Ba Long làm sĩ quan tàu biển hả? Là tức là mình là quản lý tàu hay là sao? Không, con đang làm công tác là điều khiển những cái thiết bị trên tàu. À, kỹ thuật rồi đó hả? Dạ đúng rồi. À, mình đi tàu ở đâu? Dạ đi các nước ở châu Á, châu Âu. Thì con suốt ngày là trên tàu hả? Dạ vâng, một lần con đi công tác như vậy là tầm 4-5 tháng. Ôi. Rồi ở nhà được mấy tháng? Cái đó tùy mình. Nhiều khi mình về mình ở nhanh 2-3 tháng hoặc là mình ở lâu hơn 4-5 tháng. Ừ. Tùy theo cái đăng ký của mình. Gia đình Long là ở đâu? Dạ hiện nay con đang ở bên Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Là ở với ai? Con ở với mẹ với em trai. À. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình đi cơ. Dạ em chào chị Ngọc Lan, em chào chú Linh và tất cả mọi người ạ. Em tên là Kim Ngân, năm nay em 25 tuổi, đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên văn phòng, quê quán em ở Bình Định ạ. Alo. Em đang ở quận mấy? Em đang ở quận 3. Trời ơi, chàng trai bên kia đi công tác một cái là 4-5 tháng, lần đó tôi đang lo lắng quá nè. 4-5 tháng nhưng mà ta về nhà cũng 4-5 tháng luôn. Đâu phải là mình đi suốt một năm trời luôn đâu, đúng không Long? Dạ đúng rồi. Long, điểm mạnh, điểm yếu của Long là gì? Cái điểm mạnh của con là như là trong mối quan hệ con biết quan tâm với đối phương. Ừ. Đặc biệt là trong tình cảm. Tình cảm. Giống như là mình để ý từng cái chút một, ví dụ như từ đó có cái chuyện gì không hay đó, mình nhìn qua mình biết. Qua cái thái độ, qua cái cách nói chuyện hoặc là qua cái biểu hiện mình biết. Thôi, mời nhà gái. Ưu điểm của mình là gì cưng? Em là dân tài chính, kế toán thì ưu điểm của em là nhạy về những con số. Em tính toán nhanh. Em quản lý chi tiêu tốt và có thể đầu tư tiền nhàn rỗi vào những kênh có thể kiếm tiền thụ động. Tất nhiên là sẽ chịu rủi ro một phần nào đó. Và em là một người khá độc lập ạ. Em nói được làm được và em nhất quán giữa lời nói và hành động. Không có cái chuyện là cứ 2-3 tháng là nam sẽ chia tay đi, 2-3 tháng nghe chia tay đi. Với em thì chia tay là chia tay luôn, một đi không trở lại. Chứ không có hù phải không? Đúng rồi. Ừ, rồi. Khuyết điểm. Khuyết điểm của em thì về nữ công gia chánh thì em điểm liệt. Điểm liệt. Vâng. Với em cũng khá là hiền lành và rụt rè á. Nói chung là cái EQ của em hơi thấp nên em ứng xử với mọi người không có tinh tế lắm. Em không có rào trước đón sau, có cái gì thì em nói luôn. Trời ơi, cái đó là ưu điểm chứ sao khuyết điểm được. Long có mấy mối tình rồi Long? Dạ, từ đó tới giờ chính thức là 30 tình. Chính thức 30 tình hả? Trời ơi, ổng đi biển 4-5 tháng không mới về một lần mà ổng 3 mối tình rồi đó. Đó. Không, không, thời đại học là 2. Mối tình nào sâu đậm nhất? Mối tình gần đây nhất. Mấy năm? Chính thức là 1 năm. Chính thức 1 năm. À, nhưng sao chia tay? Nói chung là giống như là con nhìn hai đứa có một vài cái điểm để về sau này về cưới á, thì ở chung với nhau nó sẽ không có hợp. Chứ có khi nào bạn gái nó là Long đi nhiều quá không có quan tâm chăm sóc bạn gái không? Không. Cái không có đúng không? Không có. Mình đi mình vẫn quan tâm chăm sóc đúng không? Là con cái chuyện đó con biết nên à. Con cũng tâm lý cái chuyện đó nên không có vấn đề với bạn gái về cái chuyện đó. Rồi, ba mối tình đó bên kia thì sao? Rồi, tình trường của mình sao nè? Tình trường của em thì chỉ là quen biết thôi chứ em cũng chưa có mở lòng hẳn với ai nên em chưa biết cảm giác, chưa có ai mang lại cái cảm giác yêu thật sự cho em. Tức là em chỉ mới tìm hiểu thôi rồi em chia tay, không hợp là chia tay luôn. Vâng. À, chưa gắn kết với ai hết. Dạ, tại vì em cũng khó, khó mở lòng. Khó làm sao, nói chị nghe coi. Em khó chia sẻ, khó mở lòng, em sống khá là riêng tư. Ừ. Thì mình có bồ mình phải chia sẻ với bồ mình chứ, mình muốn bồ mình chia sẻ mọi chuyện với mình thì mình phải chia sẻ với người ta chứ. Vậy nên em cần một người tâm lý và kiên nhẫn, có nhiều câu chuyện để em dễ cởi lòng mở lòng hơn. À, tức là muốn em mở lòng thì người ta phải khui. Vâng. Đúng không? Tiêu chí còn gì nữa không? Về ngoại hình thì bạn nam cũng dễ nhìn. Em thích đẹp trai, ai mà không thích đẹp chứ. Vâng, cao 1m7, có tập thể dục khỏe khoắn. Em thích người ốm mập cũng được nhưng mà
Khỏe khoắn thì được. Dân đi biển là khỏe lắm. Vâng, có tí thông minh, hiểu biết nhiều. Để có cái gì đó em thắc mắc trong cuộc sống thì anh em có thể giải đáp cho em. Ừ, cái điều gì em không thích ở đàn ông? Em không thích người hút thuốc, gia trưởng, keo, nói nhiều nổ. Rồi, chị sẽ qua chị nghía nhà trai coi sao. Chào anh Siêu, chỗ đẹp trai quá, chỗ đẹp trai quá. Em muốn mở rào ra em qua em bấm nút luôn không? Đẹp trai lắm. Khỏe hơn chị. Đẹp trai, dân biển mạnh khỏe lắm. Tiêu chuẩn này đưa qua đây đáp ứng gần như nhà hết á. Còn anh trai không? Nhà không, em là anh lớn nhất. Anh lớn nhất vậy thôi. Còn hai mấy anh em nữa. Thôi em thì nhỏ quá. Có hút thuốc không? Dạ không, không hút thuốc. Có gia trưởng không? Không, cái đó là không. Có keo không? Không, em thoải mái, tin em thoải mái. Ủa sao cái gì cũng tốt hết trơn vậy? Không, không có, mình cũng có khuyết điểm. Thì ví dụ nhiều khi trong quá trình mà quen nhau có mâu thuẫn, đôi khi mình cũng không có kiên nhẫn lắm. Ví dụ như mâu thuẫn nó chưa giải quyết cứ để đó, thôi kệ. Khi một mâu thuẫn khác nó xảy ra, ví dụ vậy, mình không có đủ kiên nhẫn để mình giải quyết nó triệt để cái mâu thuẫn. Bên kia người ta thích nghe lắm đó. Cơ bản là hai bạn nói chung là điều chỉnh cái lúc mà mâu thuẫn. Đúng rồi. Em đã trải qua ba mối tình rồi thì chị nghĩ là em biết cái gì em cần làm ở cái mối tình kế tiếp này, đúng không? Trời đẹp trai quá. Mời qua, nhà gái tôi rất đẹp ạ. À, tôi khen là tôi khen vậy thôi. Ây, nhà trai tôi phải chậm chút xíu chứ. Trời ơi trời. Dạ, chào chú em lên ạ. Dễ thương, sáng như trăng rằm á. Một cô gái xinh xắn ha, tươi thắn, nhìn rất là có duyên luôn. Bây giờ nãy giờ nghe chàng trai bên kia thấy chị Lan chỉ khen quá trời đất rồi. Dạ. Khỏe rồi ha, đúng đối tượng luôn rồi đó. Do dự một cái là chị bấm nút liền hả chị nói thiệt. Chị bất chấp á. Chị lái máy bay liền hả? Thiệt. Chị thấy là đi mà 4-5 tháng vậy là hợp với chị lắm. Chị tranh thủ lúc đó chị đi quay phim mà cũng bận điện vậy. 4-5 tháng buồn lắm đó. Thiếu sự quan tâm chăm sóc là cũng mệt lắm á. Cô đơn đó, với những người mà chưa biết yêu như em là sẽ cần lắm đó. Thôi bây giờ là nghĩ cho kỹ nha. Mình hỏi người thân đi, em đi với ai? Dạ hôm nay em đi một mình ạ. Một mình. Để chị Lan lo, đi với ai cưng? Dạ em đi với mẹ với em trai. À, có mẹ. Nhìn hình nền là biết rồi ha, nhìn hình nền là đoán được rồi. Thấy em trai con chào chưa? Cô kính chào Quyền Linh, tài năng, cô Ngọc Lan là xinh đẹp. Dạ con chào cô. Kính chào quý vị khán giả ở đây. Thì theo mẹ nhìn thấy thì bé này nhìn thấy cũng xinh xắn thật thà. Thì nếu mà hai con thấy có cảm tình duyên nợ thì bấm nút. Thì theo ý mẹ thì mẹ được đó. Lòng con của cô á, nó đi xa chút đỉnh thôi, chứ còn một thời gian thì nó cũng sẽ làm tại thành phố Hồ Chí Minh, chứ không phải đi làm xa hoài. Long thì sống rất là tình cảm, thật thà, hút thuốc, uống rượu thì không có. Cô rèn nó rất là tốt, nó biết rửa chén nấu cơm nữa. Cho nên về việc đó con cứ yên tâm. Nếu mà con cảm thấy mà đủ duyên á, thì hai đứa bấm nút cho nhau cơ hội. Dạ, rồi cảm ơn trai. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi ha. Mở rào. Dạ em cảm ơn, em có muốn quà tặng anh. Em chào anh ạ. Chào Ngân, hồi nãy anh có nghe em nói đó thì nói chung là cái em đang ở quận 3 đúng không? Nói chung là về cái địa lý thì cũng khoảng cách qua lại thì cũng gần nhà anh. Để... Anh là người thành phố Hồ Chí Minh hả? Tại nãy em nghe không có rõ. Anh ở thành phố luôn, anh sinh ra ở đây luôn. À vâng. Thì nói chung nãy giờ nghe giọng em cũng nhỏ nhẹ. Nói chung là anh thích con gái nói chuyện nhỏ nhẹ, vui vẻ và thoải mái vậy. Thế anh đi biển đó kinh nghiệm bao nhiêu năm rồi anh? Anh tốt nghiệp 2018, tới giờ là cũng 3 năm mấy. Thế trong 3 năm đó anh có trải qua cái thất bại nào không? Có, cũng có. Thất bại trong tình cảm nè. Thứ hai là công việc mình cũng có những cái khó khăn ban đầu. Thế anh giải quyết cái đương đầu với thất bại đó như thế nào? Mà ví dụ như công việc đi, thế có lúc đầu cũng khó khăn đấy. Anh cũng cái thời điểm mới lên tàu thì anh cũng say sóng này, cũng mệt. Lúc đó mình không có khỏe như bây giờ mình yếu hơn. Thì lúc đó mình cũng có những cái toán lên đầu mình muốn đổi cái nghề khác. Nhưng mà thời gian sau thì anh điều chỉnh lại cái anh làm tới giờ. Nói chung nghề anh thì cũng có cái sóng gió khó khăn. Anh trải qua được mấy cái đó thì cuộc sống nó cũng giúp cho anh cái tính cách anh nó mạnh mẽ hơn. Nãy anh cũng chia sẻ là đi khoảng 4-5 tháng thì nó cũng... Nói chung là cái nghề anh cái thời gian nó hơi đặc thù. Hơi kén cái đối tượng nữ một tí.
Thì nếu như mà anh với em có duyên mà mình làm quen được á, thì chuyện hôn nhân thì ví dụ 6 tháng đổ lại thôi. Nếu như tìm hiểu mà nhiều cái hợp để sống với nhau vợ chồng thì có thể là trong vòng nửa năm thì có thể kết hôn. Còn nếu như mình muốn tìm hiểu thêm thì có thể 1 năm hoặc là hơn 1 năm không vấn đề. Bây giờ hẹn hò làm sao nè, hai đứa tính đi. Bạn này đang trong thời gian nghỉ đúng không? Dạ đúng, em đang nghỉ. Em còn nghỉ được bao lâu? Chắc tầm khoảng 1.5 tháng nữa. Vậy thì trong vòng 1.5 tháng đó hãy ráo riết, siết sao, chạy thật nhanh để rút ngắn cái khoảng thời gian hẹn hò lại, bù đắp cho cái khoảng thời gian sau 1.5 tháng là em sẽ phải đi đó. Dạ vâng. Nói chung là em là 25 đúng không? Anh 27, anh cũng lớn hơn em. Nói chung là, với lại thứ hai là anh cũng có trải qua cái những cái mối tình trước, anh cũng có đúc kết nhiều kinh nghiệm cho mình về cái vấn đề quen nhau. Nếu như mà sau chương trình này mình có duyên mình quen nhau thì anh sẽ thể hiện cái tình cảm của mình với lại quan tâm em là nó nhanh nhất có thể. Nó không còn trẻ tuổi như ngày xưa nên mình không mất thời gian cho những cái chuyện lặt vặt nữa. Cô gái này chưa yêu. Không, chưa yêu thì em cũng có cách. Em phải có cách. Đúng rồi, cô gái này tìm hiểu mấy người thôi chứ cũng chưa có tình cảm gì với ai hết. Giờ là có chương trình dạy yêu đó. Đó. Long cố gắng dạy yêu nha. Rồi bây giờ Long tới hát bài tặng cô gái đi. Dạ, đến chương trình thì xin anh tặng em bài hát tiếng Anh. Tên bài hát là I Lay My Love On You. Tiếng Việt dịch nôm na là anh dành trọn cái tình cảm này cho em. Bước tới nắm tay cô gái đi Long. Đó. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà hát. I lay my love on you. It's all I want I do. Every time I kiss, I feel brand new. You open up my heart. Show me all your love. Walk right through. As I lay my love on you. As I lay my love on you. Nói chung là gặp em lần đầu thì anh cũng có cái ấn tượng về cái ngoại hình của em, cũng xinh xắn dễ thương. Anh đi làm thì nhiều cái công việc đó ảnh hưởng tính cách của anh chút xíu, nhiều khi mình nói chuyện nó hơi nghiêm túc, nhưng mà khi mà trao đổi với nhau rồi đó thì nói chung là anh sẽ có những cái lúc ngọt ngào khác nhau như vậy. Hai bạn hãy suy nghĩ cho thật kỹ và quyết định, và phải có trách nhiệm với quyết định của mình nhé. Bây giờ thì chị Ngọc Lan sẽ đếm và hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Rồi, chúc mừng. Bây giờ... Trời ơi, bắt tay giống như đối tác vậy. Nắm tay nhau nào. Nắm tay nhau. Tay này. Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Thôi em đem với em. Đó, vậy đi. Cảm giác sao lòng? Em thấy cũng buồn. Gặp em thì lâu rồi, cũng 1.5 năm thôi. Anh mới có dịp có cơ hội để anh quen lại một cái người mới. Dạ, lo ngại em rất nặng. Anh mắt bạn ấy nhìn cô gái rất là trìu mến nha mọi người. Hai bạn phải cố gắng thật nhiều. Chàng trai này hãy cố gắng cái khoảng thời gian mà mình được nghỉ công tác, mình sẽ bù đắp cho bạn gái trong cái khoảng thời gian mà mình đi. Còn cô gái, em chưa có kinh nghiệm trong cái vấn đề yêu đương, nhưng mà chị nghĩ tất cả những cái đó không cần phải học. Nó phải diễn ra một cách thật là tự nhiên. Và em nghĩ cái gì em phải nói cái đó. Nhưng mà cái gì nó cũng phải có cái giới hạn, có cái mức độ của nó. Mình cũng đừng quá mạnh mẽ, hãy nhõng nhẽo, hãy yếu đuối đúng lúc. Nghe không? Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Dễ thương quá, cái cặp này đẹp quá mọi người ơi. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói.